bạn nhé. Máy của con trai. Rất là to. Ngày hôm nay có tới 3 chiếc xe cộ đồng siêu khủng. Ba chiếc xe cộ đồng siêu to khổng lồ phục vụ công trình ngày hôm nay. Làm cái con đường ra ruộng. Con này máy 36 à sếp? Ừ. 120 triệu chiếc xe này các bạn nhé. Chiếc xe được giống mới với giá thành 120 triệu. Máy 36. Chiếc máy xúc Volvo X55B các bạn nhé.
này thấy hệ thống phanh hơi lốc kê hoạt động rất là phê. Chiếc xe này trang bị hai ben thủy lực các bạn nhé, các bạn có thể thấy hai ben rất là to. Hai chiếc xe công lông to gặp nhau ở đây không biết tránh nhau kiểu gì đây. Hai con dê đen và dê trắng gặp nhau ở đây không biết là rồi sẽ tránh kiểu gì đây. Rất là dê xuống ruộng các bạn nhé. Vậy là đã tìm được chỗ để tránh rồi các bạn ạ. Các bạn có thể thấy một cái khung cảnh rất là tuyệt vời. Những chiếc xe công lông